Xin chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Ca Em Su. Zenista, merci beaucoup. Tôn soa đi lên mua. Sếp thoa. Ủa ông này không phải ông Nguyên Khang hả? Đi đi. À, các bạn đã coi đó. Trời ơi. Đẹp, rất là đẹp luôn nè. Một lần nữa, Nguyên Khang. Và Miko Lan Trân. Xin chào các bạn đã cùng đến với Ca Em Su. Đây chính là cái một tuần mà mình chỉ gặp nhau cái ngày thứ bảy chủ nhật đó. Anh cảm thấy nhớ mọi người và anh cảm thấy nhớ em khủng khiếp da diết. Những đêm mà anh ruột đau như cắt nước mắt đồng đìa. Ủa, không ăn phải, không ngủ được chỉ để đầu với show em. Là cứ xào xào vậy thôi. Để làm gì bắt vô gì. Đó là mùa dịch rồi nên mình đừng có gần gũi nhau như vậy nữa. Mặc dù mấy bữa nay mẹ em nói là nếu như mà anh chịu á gả em cho anh luôn. Ủa sao tự nhiên em không đổi thế này? Ủa mẹ em thích anh xưa giờ ok. Ồ vậy hả? Ừ. À, nhân đây nhân chương trình thì con xin cảm ơn bác. Nếu được thì bác cho con ngày rồi con đem xe tăng đến hỏi cưới em nó. Chứ bây giờ em cũng đã bước qua cái giai đoạn là quá lứa lỡ thì rồi. Bây giờ nếu con không hốt thì gặp. Đúng rồi, từ hồi thanh xuân là đã đi dính với anh rồi. Thôi mà hôm nay chúng ta nói về chủ đề gì? Nói về cái chủ đề mà thời trang mùa dịch đó, các bạn có để ý thấy bây giờ nó có một cái mũ rất là đặc biệt giống như là của Quỳnh Anh Xin không? Quỳnh Anh Xin đủ đổ cái mũ đó từ trên xuống dưới mà đi sân bay. À, Khang đang thiết nghĩ thôi nha. Thật ra cái mũ đó cũng chưa hẳn là hoàn toàn bảo vệ 100% đâu. Nhưng mà nó nhìn rất là trending và xu hướng đúng không em? Em thấy thật ra mới đầu, những ngày đầu mà bệnh dịch ở Vũ Hán á, là mình đã nhìn thấy các bác sĩ với các chuyên viên y tế là mặc đồ kín từ đầu tới chân rồi. Nhưng mà sau đó vẫn có những cái tin là các bác sĩ ở đó mà cũng bị bệnh luôn, thấy không? Thì nên em nghĩ này là chỉ cần một phút bất cẩn với lại hở một cái gì ra thôi là cũng có thể bị rồi. Nên cái mũ này thì chắc chắn kỹ hơn cái khẩu trang. Hở nhưng mà cái nó gì cũng... ra là hở cái gì ra. Bác sĩ người ta mặc đồ bảo hộ kín từ trên xuống dưới thì làm gì có hở cái gì ra. Thì có thể lúc mà dụi tai, dụi mắt gì đó, ngứa cho nó ai mà biết được. Đấy cho nên là một cái điều mà các bạn phải quan tâm đó là các bạn phải luôn luôn chuẩn bị một cái lọ khẩu trang. Lọ khẩu trang. Mà không ai xin lỗi, dung dịch nước rửa tay rất là nhiều mùi. Cái của Khang đây là mùi dung dịch đại dương, rất là thơm. Thơm thiệt. Thơm lắm. Nhưng mà hồi đó một loại nhỏ như vậy á, nó cũng giá vừa phải mà nó giúp cho mình tạo được cái hưng phấn, chứ bây giờ các bạn dùng cái loại cồn mà rửa tay nó khó chịu lắm nha. À, thì sẵn giới thiệu cho các bạn, nhà Khang có nhiều mùi. Ví dụ như liên hệ với Khang, mùi sầu riêng, mùi chôm chôm, bưởi, nho, táo, cam. Thậm chí Khang có những cái mùi giúp hưng phấn nữa. Sao đây anh đâu có biết mùi nào hưng phấn đâu. Ôi vậy em không biết rồi. Anh nói bây giờ nó có những cái mùi rồi. gọi là very romantic chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ như là mùi hoa hồng, người ta thêm một cái chút gọi là lavender, oải hương vô. Mùi bí đỏ, mùi bí đao là hưng phấn. Ê ví dụ như anh Nhân mùi bí hiểm thì nó có hưng phấn. Nhưng mà nói mấy bạn luôn là mua mấy cái loại này mua mình phải biết gốc. Ví dụ như anh Nguyên Khang đi, ảnh bán thì mình còn tin. Chứ có nhiều nơi bán thấy rẻ quá, mình thấy rẻ hơn cả store nữa là coi như giả nha. Trinh thấy có những cái thông tin lên là mình muốn mua mấy cái lọ đó là ở ngoài người ta bán luôn. Mấy cái lọ này nhiều khi người ta dùng hết rồi cái người ta bỏ một cái dung dịch khác vô. Xong người ta bỏ mùi vô chứ không phải là cái đồ thật và không có khả năng sát khuẩn. Cho nên các bạn lưu ý là các bạn mua hãy hàng chính hãng. Quay trở lại thì cái chuyện mà đeo khẩu trang đó các bạn, có nhiều người đang thắc mắc là giữa hai loại khẩu trang là khẩu trang vải và khẩu trang y tế thì nên dùng loại nào. Tại vì bây giờ khẩu trang như Khang vừa rồi, Khang đi ra ngoài vì tiệm thuốc, Khang hỏi chị có bán khẩu trang mà chị nhìn mình như thế này. Trời ơi, đi mua khẩu trang mà trời. Sao cái chị bảo khó luôn hả? Thiệt luôn. Khó nhìn. À tại sao vậy? Cái chị phát con xanh rợn hết rồi. Mà cái đó không bán. Mà Khang nghĩ là thật ra bây giờ để mua một cái khẩu trang nguyên vải như vậy, khẩu trang y tế vậy thì đang rất là mắc luôn. Cho nên các bạn có thể sử dụng khẩu trang vải, nhưng mà bằng cách nào? Các bạn có thể về nhà các bạn sạch, giặt cho sạch, để các bạn phơi nắng là cũng nhớ là phơi hai mặt nha, để các bạn có thể diệt khuẩn. Mà chưa kể khẩu trang vải có nhiều loại lắm, ví dụ như loại của Khang là loại bình thường không? Các bạn vô kính nhẹ ha. Nhưng mà loại thứ hai là các bạn có thể trang trí cho khẩu trang của bạn chim, cò, cờ Mỹ, rồi cờ hoa, rồi ABCD đủ kiểu, rất dễ thương. Thậm chí là có một sinh nhân trên nó nữa. À quay trở lại với câu chuyện á, thì Khang muốn tám một chút với các bạn về cái loại nước rửa tay. Thì nhân đây anh muốn hỏi em là em có thích cái loại nước rửa tay mà nó có nhiều mùi không? Có. Em thích nhất mùi nào? Em thích mùi bí đao nãy. Mùi bí đao đúng không? Bình thường thì một ngày em bao nhiêu phút em lại bôi trơn? Rửa tay em ơi. Bôi trơn, bôi cái này lên nè. Bôi cái này lên xong rồi chà bao nhiêu phút không có bao nhiêu phút đó, đi tới đâu mà em thấy nó để sẵn kiểu bóp lít thì em lấy em xài. À vậy hả?
Rồi một lần như vậy thì em chà xát bao lâu? Ôi các bạn ơi, cái việc rửa tay không đơn thuần đâu nha. Các bạn phải chà vô, chà mặt trước. Không, chà cho nó khô được rồi. Rồi các bạn phải chà vô cái kẽ này nữa nè. Tại vì khuẩn nó bám vô cái kẽ. Tại vì lý do tại sao mà Quang Năng có cái bài rửa tay nè. Đó, phải để như thế này nè. Đó, để chi? Để vi khuẩn nó không bám vô cái kẽ. Nhưng mà nó khô rồi, thế giờ nãy anh cho em á, anh cho em cái dung dịch của anh nó quá ít đi nên nó ra nó khô trong vòng vài giây à. Tại vì anh không có chủ yếu anh dùng nhiều. Anh dùng ít nhưng mà nó chất lượng, hiểu không? À, có nhiều bạn hỏi là như vậy nếu như mà chúng tôi không có dung dịch rửa tay thì có thể sử dụng cái nước xà phòng để rửa được hay không? Được. Được, hoàn toàn là được. Càng tốt. Bởi vì xà phòng cũng có khả năng diệt khuẩn các bạn ạ. À. Nhưng khi các bạn đi vô thang máy nha, các bạn đi vô những cái nơi mà công cộng thì lưu ý là nhớ rửa tay. Tại vì sao? Các bạn bóc cái gì nó đưa lên miệng nó vô trong là các bạn bị nhiễm khuẩn liền. Ha. Rồi. Quay tiếp theo đó là về khăn giấy. À, các chuyên gia y tế khuyến khi các bạn hạn chế chạm tay vào mặt. Vậy nên khăn giấy có thể giúp để lau miệng này, chỉnh kín này, hắt hơi là cần thiết. Tiếp theo, bây giờ các bạn sẽ xem một cái đoạn video clip của chúng tôi về make up mùa dịch. Các bạn thấy chưa, ông cầm cái cây bún nước xa. Chính anh nghĩ sau này em đi make up cũng phải nên vậy, để bảo vệ an toàn cho em và cho cả người make up luôn. Thì hôm nay thì Nguyên Khang với Miko giới thiệu với các bạn một cái bức tâm thư thời Covid rất là thú vị của anh một anh đã gửi cho bà xã của mình. Thì mời các bạn cùng lắng nghe cái bức tâm thư này nha. Đây. Vô thư gửi T. Xin phép anh Võ Tòng Đánh Mèo giới thiệu cái bức tâm thư của anh cho mọi người nha. Dạ, xin phép anh. Thư gửi Tiệp. Tiệp. Ừ. Tiệp ơi, thấy em kêu ở phòng cách ly ngột ngạt, anh rất thương. Nên anh viết tâm thư này chỉ em cách để hết ngột ngạt. Anh định viết từ tối hôm trước cơ, nhưng chuẩn bị viết thì điện thoại anh ngoài phòng khách đổ chuông. Anh chạy ra thấy mặt vợ đang hầm hầm. Anh hỏi sao vậy? Vợ bảo: có con nào vừa gọi cho chồng, vợ nghe phát thì nó tắt máy luôn. Anh bảo: trời ơi, chắc nó nhầm số thôi. Nhưng vợ vặn lại: hơn 90 triệu dân Việt Nam, sao nó không nhầm ai mà lại nhầm vào số của chồng? Oh. Anh chưa kịp phân giải thì vợ anh lại tiếp lời: trong hơn 90 triệu dân có tới gần 50 triệu là đàn ông, tại sao không thằng nào gọi nhầm mà lại là một đứa con gái hả? Thế là cả tối vợ anh chất vấn tra hỏi nên anh chưa viết được. Ngày hôm sau buổi sáng, anh định viết thì vợ chạy đến trước mặt anh, xoay một vòng rồi hỏi: đứa chồng biết hôm nay vợ có gì mới? Nhiều lần đoán sai và bị vợ chửi rồi. Lần này anh rút kinh nghiệm nhìn cẩn thận từng bộ phận. Vợ thấy anh suy nghĩ lâu thì nổi cáu: khỏi đáng nữa đi, hôm nay không có gì mới hết á. Vợ có gì mới không nhận ra đã là vô tâm. Đằng này vợ không có cái gì mới mà cũng không nhận ra thì thật là không có chấp nhận nổi. Thế là vậy, cả buổi sáng anh phải lo làm lành để xin lỗi vợ nên cũng chưa viết được cho em nữa. Đến tối anh định ăn cơm xong rồi viết, nhưng vừa bỏ bát đũa xuống chưa kịp đứng dậy thì vợ cau mày bảo: tôi thấy anh rất là khả nghi, tối hôm trước anh ăn tận 3 bát cơm, có phải anh vào nhà nghỉ quần nhau với con nào mất sức đói nên mới ăn 3 bát phải không? Tối qua thì anh lại chỉ ăn có 1 bát, có phải anh đưa nó đi ăn nhà hàng xong á, no bụng rồi cái anh về anh không ăn được nữa đúng không? Trời ơi, rồi đến tối nay lại ăn đúng có 2 bát, có phải anh biết là tôi đang nghi ngờ anh nên anh cố tình anh ăn như bình thường đã lừa tôi có đúng không? Rồi em biết đó. Vậy là cả buổi tối đó anh bận giải thích với vợ nên cũng chưa viết được thư cho em nữa tiền ạ. Sáng hôm nay, anh dậy sớm định viết thì thấy vợ mặt lầm lì bước từ phòng ngủ ra. Anh hỏi vợ sao vậy, vợ mới bảo: đêm qua em mơ thấy anh đi ngoài. Trời ơi, anh bảo chỉ là mơ thôi, có phải là thật đâu. Vợ anh mới bảo: mọi chuyện em mơ đều dây dưa đến hiện thực. Anh có nhớ cái lần em mơ là em đi du lịch châu Phi không? Châu Phi. Rồi sao? Y như rằng vài hôm sau dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Thế đó, vậy là anh mất cả buổi sáng để phân tích làm lành nên cũng chưa biết được gì cho em hết.
Nay là sinh nhật vợ anh định mua được quà cho vợ xong thì sẽ ngồi viết thư cho em đó. Nhưng mà anh chưa biết tặng quà gì cho vợ anh cả. Mà có lần anh tặng vợ bó hoa, vợ anh mới hỏi giá, anh bảo 500 ngàn. Vợ mới chửi anh gì tội. Chạy, ngu. Mua không biết mặt cả. Bó này đúng giá hơn có 400 thôi. Thì đó, lần sau anh mua tặng vợ lọ nước hoa, giá niêm yết khỏi mặt cả luôn. Lúc này vợ mới giận mà bảo: sao anh nói anh mê cái mùi cơ thể của tôi, vợ lại muốn tôi dùng nước hoa. Anh ghê sợ cái mùi của tôi rồi đúng không? Đàn ông các anh là chúa hay thay lòng đổi dạ chá. Lần sau anh rút kinh nghiệm, không hoa, không mỹ phẩm, mà anh tặng vợ một chiếc áo 2 giây sexy. Wow, nhưng mà mặt vợ anh vẫn cầm lì và bảo: anh mua áo này với cái ý gì hả? Muốn thiên hạ biết là vợ anh ngực biết. Rằng trước giờ vợ anh toàn nhét vẽ đồn khăn để lừa đảo con mắt người đời có đúng không? Thế nên thật ra 4 năm nay để an toàn thì anh cho 2 triệu vào phong bì có in chữ Happy Birthday, ghi thêm 4 từ là kính biếu vợ yêu. Và suốt từ chiều đến giờ anh bị vợ tra hỏi rằng tiền lương, tiền lậu của anh từ lâu rồi anh vẫn giữ hết. Thế này thì 2 triệu anh lấy ở đâu ra? Hay là anh có quỷ đen? Không khai ra thì vợ giết. Đến tối nay mọi việc đã tạm yên. Và tranh thủ lúc vợ anh đi spa tẩy lông chân, anh ngồi đây để viết thư cho em đó. Và tiếp à, anh thấy mấy thằng hay kêu ca khách ly khổ sở 1000, toàn là mấy thằng chưa vợ cả em à. Em cứ lấy vợ đi thì em sẽ thấy cách ly vẫn là thiên đường đó em nha. Thôi, anh xin phép dừng phím để đi lau nhà và giặt quần áo đây. Vợ anh tẩy lông chân cũng sắp về rồi. Vợ mà về thấy mấy cái váy của vợ thay ra vẫn chưa giặt là vợ đập cho anh vỡ mặt với em. Thôi, đập cho corona, à nhầm, đập cho cơm nôn ra luôn đấy. Cảm ơn em, chúc em cách ly an toàn. À, cái việc mà ông chồng viết cho lá thư này để nói lên hai ý. Thứ nhất, đó là việc mà đàn ông không thể nào hiểu được phụ nữ. Tại nếu như hiểu được người phụ nữ ấy thì chắc chắn là trên thế giới người ta đã viết lên rất nhiều cái cuốn sách khác nhau để chia sẻ kinh nghiệm rồi. Đằng này không có một cái cuốn sách nào để chia sẻ kinh nghiệm đó cả. Thứ hai là để nói lên là việc cách ly của mùa dịch đang cũng rất là được mọi người rất là quan tâm. Và Khang nghĩ là một số người cũng đang thực hiện cái công việc cách ly đó rất là tốt. Và các bạn ấy cũng viết tâm thư chia sẻ là thật ra ở trong những cái nơi cách ly các bạn vẫn được chăm sóc, vẫn ăn uống rất đầy đủ. Thậm chí là cảm thấy đôi khi có thể tận hưởng được những cái thú vui nghỉ ngơi sau những cái phút mà lao động hoạt động trước đó với mình. Em nghĩ sao? Em thấy là giống như trong nghệ sĩ cũng có những người chịu cách ly rồi, có những người lên báo nổi tiếng mà mọi người biết, ví dụ như Châu Bùi, còn có những bạn như là Dương Thanh Vàng nữa, cũng là đang cách ly mà ngày nào cũng đăng những cái post lên và rất được mọi người quan tâm. Dựa trên cái số lượt like của những cái post đó thì Trinh thấy rõ ràng mọi người rất quan tâm. Và cái hình ảnh nó giống như là một buổi cắm trại, nó giống như là được đi chơi tập thể vậy đó. Nếu như mà tâm trạng của các bạn thoải mái là sẽ rất là sướng. Một cái an toàn cho xã hội và cái... Thằng bạn của Nguyên Khang nó ghi như vậy nè. Nó có ghi hai status rất là khác nhau và mình đã phải vô chưa status tìm ra để nó comment đó. Nhưng mà ông vẫn cứ phải ngắt lời tôi. Nếu không may tôi bị cách ly, xin hãy cách ly tôi chung với những bạn nữ từ 18 đến 30 tuổi, xinh xắn, đáng yêu, còn độc thân. Cách ly 7 ngày, 14 ngày hay thậm chí 30 ngày tôi cũng xin chấp thuận, không phản đối nữa lời. Rồi sao? Khang nói, kia sao? Khang nói là đồng ý cách ly nhưng mỗi người một phòng nhé. Rồi, sau đó cái status thứ hai của nó, em đoán status thứ hai của nó nói gì? Hãy tránh, hãy đưa tôi xa ra hả? Đừng cho tôi ở gần. Bạn đó bạn mở một cái cửa hàng về cà phê lounge thì như cái mùa này lên bắt buộc phải đóng cửa. Bạn ấy ghi: bạn là trai hả? Trai. Thanh niên 36 tuổi, độc thân, vui tính, khỏe mạnh, có trình độ và khả năng lãnh đạo, yêu màu vàng, màu của mùa thu, nhan sắc ổn định, cao 1m72, thích đi du lịch châu Âu nhưng không thích Ý. Muốn kiếm cho mình một người nuôi, hứa sẽ ngoan. Chỉ cần cô ấy hiếu thảo, thích trẻ con, thương người già. Nếu ai đó cùng chung chí hướng hãy inbox mình. Ưu tiên những bạn thích đàn ông nói nhiều nhưng hay nói những điều hay ho. Xin cảm ơn và có hoa hồng cho người giới thiệu. Có người như vậy mà anh không không giới thiệu cho em à? Em người ta ghi là thích trẻ con. Cái video trước em chia sẻ là em không thích trẻ con. Cái đó em huấn luyện anh được. Em được không? Em giới thiệu. Ừ, em sẽ nói cho anh nghe cái tác hại. Được, có thích đi du lịch châu Âu không? Thích.
rồi. Mà không phải mùa này. Ê, gì là anh xin được hoa hồng dưới giới thiệu đúng không? Trời, còn được nhiều hơn nữa. Anh muốn gì cũng được. Thế thì Nam ơi, anh hy vọng là em xem clip này thì xin được giới thiệu với em. Không lẽ bạn đây, của anh Khang không biết em? Đây là mẫu bạn gái của em đây, mà anh thấy có 3 cái lao xung quanh nha. 2 cửa, 4 cửa hàng điện thoại di động. Ok, vậy là cảm ơn các bạn đã theo dõi KM Show. Show này tới đây cũng ngưng rồi, tại vì sắp tới là Trinh sẽ có việc Trinh phải làm. Đó là Trinh làm quen với anh đó, anh tên Nam hả? Anh Hoàng Phú Nam. Anh Nam, anh Hoàng Phú Nam. Xin chào. Thôi đi á, chưa, anh chưa kết nối ảnh mà. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và các bạn nhớ click subscribe trên kênh YouTube MC Nguyễn Khang cũng như là fanpage của Nguyễn Khang. Chào tạm biết các bạn, trời ơi, mặt xíu vui là mặt có bồ mùa corona.